chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hạn Công Tư. Ở trong video trước thì mình đã đánh giá cho các bạn em MSI RTX 2080 Gaming XGO. Và đây là một trong những phiên bản phải nói là lột xác hoàn toàn về mặt thiết kế của MSI ở trong năm nay. Nó có một thiết kế đẹp hơn rất là nhiều so với cả những phiên bản trước, và kể cả thiết kế cũng như là về hệ thống LED RGB. Và nó hoàn toàn xứng đáng với một cái tên gọi, thì chính là nó đáng lựa chọn nhất tầm giá, trong khoảng tầm giá là 26 triệu đồng. Và không những thế mà MSI lại chỉ dừng lại ở 2080, mà khi các bạn xuống với 2070 thì MSI cũng có một cái tên nữa cực kỳ đáng để cho các bạn lựa chọn với thiết kế được làm lại mới hoàn toàn, đấy chính là MSI RTX 2070 Gaming Z. Nó đang nằm ở ngay phía sau bộ PC đằng sau này. Và trong video này mình sẽ đánh giá em RTX đấy. Và với mức giá là khoảng tầm là 19 triệu, có nghĩa là nó cao hơn khoảng 10% so với cả RTX 1080, thì liệu nó có đáng để lựa chọn hay không? RTX 2070 được Nvidia ra mắt cùng với hai người đàn anh của mình là 2080 và 2080 Ti, với thông số kỹ thuật của nó sẽ kém hơn khá khá, và ngoài ra nó cũng không hỗ trợ công nghệ là NVLink. Vì vậy thế nên là cổng NVLink chắc chắn sẽ không xuất hiện ở trên MSI RTX 2070 Gaming Z. Và các bạn có thể thấy là với mức giá và thông số kỹ thuật, có lẽ là RTX 2070 nó sẽ chám vào cái phân khúc mà đang bỏ trống giữa RTX 1080 và RTX 2080. Và với việc như là RTX 1080 lẫn 1080 Ti đang dần vào trạng thái là không có hàng, thì RTX 2070 sẽ là một quân bài hoàn hảo để Nvidia kịp thời lấp vào phân khúc ở giữa chỗ trống hai mẫu card màn hình cao cấp, và nó sẽ trở thành một mẫu card màn hình là cận cao cấp. Đầu tiên phải kể đến thiết kế, mặc dù MSI chỉ còn giữ hai quạt ở trên phiên bản RTX 2070 này, nhưng mà kích thước của nó vẫn lớn hơn đáng kể so với cả những phiên bản đi trước. Ví dụ như là chiều dài của nó đạt 307mm, độ cao là 155mm và dày đến là 50mm. Với độ dày của tản nhiệt nó tăng lên đáng kể như thế này, chúng ta sẽ có thể thấy là RTX 2070 nó hứa hẹn sẽ tỏa ra rất là nhiều nhiệt đấy, nó không thấp một tí nào đâu. Và nếu đem so sánh với cả Gaming X của 1080 Ti, thì RTX 2070 Gaming X nó gần như đã loại bỏ hoàn toàn đi sự màu mè bên trên phần tản nhiệt. Nó chỉ để lại duy nhất một phần, đấy chính là về tông màu đen và xám mà thôi. Các đường nét vân nổi ở hai quạt đồ họa cũng được làm rất là nhiều để tăng thêm độ hầm hố cho sản phẩm. Tuy nhiên với một thiết kế dày và để thoát nhiệt tốt, thì phần ốp xung quanh card đồ họa của bạn thì nó sẽ không thể nào bo trọn khu vực xung quanh tản nhiệt được. Thế nên sẽ có một vấn đề nảy sinh mà 99% sản phẩm Vega RTX sẽ gặp phải, đấy chính là phần lá tản nhiệt của nó sẽ hở ra rất là nhiều. Và khi các bạn để card đồ họa nằm ngang ấy, thì tính thẩm mỹ của nó sẽ giảm đi đáng kể. Và nếu như các bạn mua được một chiếc riser về để dựng dọc card đồ họa lại thì có vẻ như nó sẽ là đẹp hơn. Nhưng mà các bạn sẽ phải hy sinh một điều, đấy chính là nó sẽ nóng hơn một chút đấy. Đèn LED là thứ được cải tiến mạnh mẽ nhất ở trên dòng sản phẩm gaming của MSI năm nay. Và trên 2070 Gaming Z thì nó cũng không ngoại lệ, khi mà đèn LED của nó được trang bị ở xung quanh khu vực quạt cũng như là logo MSI TwinPro 7 ở bên cạnh. Tất cả đều là LED ở dạng là kỹ thuật số với nhiều chế độ sáng khác nhau. Nhưng mặc định cũng như là đẹp nhất thì theo ý kiến của mình, có lẽ nó vẫn chỉ là chế độ sáng là Rainbow mà thôi. Backplate cũng là một điều mà MSI đã tạo ra sự khác biệt ở trong năm nay, với chất liệu toàn bộ được làm bằng nhôm, phay xước hai chiều và nó có màu đồng. Một phần nó để tăng sự sang chảnh, và ngoài ra nó còn giúp cho Vega của bạn tản ra một phần nhiệt độ ở da mặt sau của GPU. Nhưng điểm đáng tiếc ở đây đấy chính là lại không có hệ thống LED RGB ở phần mặt sau backplate. Kể cả bản Gaming XGO lẫn bản Gaming Z thì nó đều không có. Nhưng mà điều này các bạn hoàn toàn có thể khắc phục bằng việc đấy chính là dùng riser và dựng dọc card đồ họa lại. Nó vừa sâu được hệ thống LED RGB ở mặt trước và nó còn che được cả phần backplate ở mặt sau. MSI RTX 2070 Gaming Z nó sử dụng hai đầu cấp nguồn phụ, bao gồm một đầu 6 pin và một đầu 8 pin. Và theo như lý thuyết thì nó có thể ăn đến là 300W. Nhưng mà thực sự thì MSI khuyến nghị của chúng ta đấy chính là chỉ cần một mẫu nguồn khoảng tầm là 550W là các bạn đã có thể chạy tốt rồi. Nếu như các bạn đang có nhu cầu thêm, ví dụ như là ép sung này, hay là sử dụng chung với cả những CPU cao cấp như là 7800X hay là 7900X, thì các bạn nên xem xét việc sử dụng những bộ nguồn vào khoảng 650 hay đến là 700W để đảm bảo cho hệ thống của các bạn là luôn chạy một cách ổn định. MSI vẫn trang bị những công nghệ làm mát như là những thế hệ trước đây, nhưng nó sẽ có thêm một vài chi tiết được cải tiến, ví dụ như là cánh quạt của nó đã được thiết kế lại để tăng áp lực gió lên những lá tản. Để tránh độ ồn được tăng thêm ý, thì MSI cũng đã làm lại những lá tản này, nó sẽ được thành dạng vảy cá để giảm thiểu tiếng ồn một cách tốt hơn. Công nghệ Zero Flow nó vẫn được tiếp tục giữ nguyên, và quạt của các bạn sẽ không quay khi mà nhiệt độ của các bạn dưới 60 độ, và quạt sẽ bắt đầu quay khi mà nhiệt độ sẽ là chạm ngưỡng 60 độ. Có nghĩa là từ 60 độ trở lên, quạt sẽ bắt đầu quay và giảm thiểu tiếng ồn một cách tối đa. Và qua một vài thử nghiệm của mình, ví dụ như là mình chạy phần mềm Format, thì nhiệt độ của MSI RTX 2070 Gaming Z thì nó khá là mát và rất là êm ái nếu như khi mà mình chạy full load.
Ví dụ như là khi mình mở nắp kính ở một bên hông ra thì nó chỉ đâu đó là tầm 69 độ và tốc độ quạt là chỉ tầm 50% mà thôi. Nó rất ngon ở trong tầm giá. Tiếp tục mình đóng nắp kính bên hông lại thì nhiệt độ của nó có tăng lên là 71 độ, tốc độ quạt tăng lên là 55% thì nó cũng khá là ổn chứ không có một vấn đề gì hết. Các bạn hoàn toàn có thể đóng nắp kính lại để cho nó cho đẹp mà, và sử dụng nó mà không sợ nó nóng hay là sao hết. Mà đây là chế độ quạt auto nhá. Nếu như các bạn muốn nó mát mẻ hơn và thấy rõ sự khác biệt giữa khi các bạn đóng kính và mở kính thì mình cũng đã test thử, đấy chính là set tốc độ quạt cố định là 60% và cho nó chạy full max thì nhiệt độ lúc đóng kính sẽ là 66 độ, còn lúc mình mở kính thì nó là siêu mát luôn, nó chỉ có là 61 độ mà thôi. Nói chung với MSI RTX 2070 Gaming Z thì các bạn có thể sử dụng cách thoải mái mà không sợ nó là nóng. Đến với bài thử nghiệm về hiệu năng chơi game thì mình sẽ sử dụng cấu hình để test, đấy chính là BOM máy chủ là X99, rồi là vi xử lý sẽ là i7-5820X đã được OC lên là xung 4GHz, cùng với đó là 32GB của GSQ bớt là 3000MHz luôn, các bạn có thể thoải mái cân, cùng với một số linh kiện khác nữa, và mình sẽ đem nó so sánh với cả GTX 1080 này, GTX 1080T và RTX 2080, và cả ba mẫu này mình sẽ để xung ở bản là Founder Edition để cho các bạn có thể dễ dàng so sánh nhất. Và theo như mình nhận thấy, với sự lê lết của RTX 2080 ở độ phân giải là 4K thì mình nghĩ là con 2070 này nó cũng sẽ là không ngoại lệ đâu. Nhưng mà cứ phải test đã thì chúng ta mới có thể biết được. Như các bạn có thể thấy, với mức giá nằm ngay giữa là GTX 1080 và 1080T thì hiệu năng của RTX 2070 nó cũng là như vậy. Nó nằm ngay giữa hai sản phẩm này. Và khi những tựa game được thử nghiệm ấy thì nó đều cho thấy là RTX 2070 nó mạnh hơn 1080 khoảng 10% và kém hơn 1080T cũng là 10% luôn. Với những thiết lập ở mức cao nhất thì 2070 nó sẽ là tốt nhất dành cho những bạn chơi game ở độ phân giải từ 2K đổ xuống và có thể chơi được với những mẫu màn hình có tần số quét là trên 60Hz để có những trải nghiệm mượt mà của những mẫu màn hình chơi game cao cấp. Nhưng để có tận hưởng trọn vẹn nhất của tần số quét là 144Hz thì mình rất tiếc với các bạn, đấy chính là các bạn sẽ phải giảm độ phân giải của nó xuống là còn Full HD cho những tựa game bom tấn. Còn với những tựa game eSports thì có lẽ chúng ta sẽ là bỏ qua đi, bởi vì 2070 chắc chắn nó sẽ là dư sức để thiết lập cho các bạn là ở thiết lập cao nhất này mà nó không hề gặp bất kỳ một trở ngại nào. Nhưng với hệ thống tản nhiệt nó mát mẻ như này, nếu như chúng ta mà không ép xung VGA thì có lẽ sẽ là hơi phí. Và khi mình sử dụng phần mềm là MSI Afterburn và mình có thể kéo được tối đa thêm là 130MHz GPU clock và 160MHz memory clock. Và với một mức xung nhịp như này thì nó có thể chạy một cách rất là ổn định và không gặp bất kỳ vấn đề gì. Nếu như các bạn có kéo cao hơn thì nó sẽ là không ổn định lắm, bởi vì dù sao với phiên bản MSI Afterburn mới này, chúng ta sẽ không thể nào mà kéo được phần điện. Nếu như các bạn muốn chỉnh phần điện ấy, thứ nhất là các bạn phải dùng bản beta, thứ hai là các bạn sẽ phải có kiến thức một chút thì mới có thể kéo cho nó một cách ổn định được. Tuy nhiên đối với những bạn nào mà không chuyên thì mình nghĩ là kéo được như thế này thì nó cũng đã quá ổn rồi. Nó sẽ giúp các bạn tăng thêm được khoảng tầm vài phần trăm hiệu năng, nó cũng đáng kể để nghĩ cái chứ. Nếu như các bạn bốc được một chiếc nào mà có GPU ngon ấy thì các bạn hoàn toàn có thể ép xung lên được nữa. Nhưng mà chắc là do là mình đen thế nên là chỉ được như thế này mà thôi. Tổng kết lại với em MSI RTX 2070 Gaming Z này, mình nghĩ nó vẫn đáng để cho các bạn mua, bởi vì dù sao bây giờ GTX 1080 này hay là 1080T nó cũng đang dần là về tình trạng gọi là hết hàng và không có để cho các bạn mua. Rồi là về mặt hiệu năng thì nó cũng sẽ là nằm ngay giữa 1080 và 1080T luôn, thì mình nghĩ là nó vẫn khá là đáng để cho các bạn mua đấy. Và với RTX 2070 thì nó còn mang bên trong mình đó là một đống công nghệ mới. Mặc dù là cái đống công nghệ mới đấy vẫn chưa có thể là phát huy hết tác dụng ở thời điểm hiện tại, nhưng mà trong tương lai chúng ta sẽ không thể nào mà nói được trước điều gì hết. Và với em RTX 2070 Gaming Z này của MSI, nó cũng là một phiên bản RTX 2070 cực kỳ đáng để cho các bạn lựa chọn, vì mức giá của nó là khoảng tầm 19 triệu mà bên trong nó được tích hợp rất là nhiều công nghệ, ví dụ như là tản nhiệt của nó rất là ngon này, rồi nó có LED RGB, rồi là thiết kế của nó đẹp các thứ vân vân. Nói chung với phiên bản này thì mình không còn gì để mà chê với một mức giá của nó như thế. Vậy ý kiến của các bạn như nào? Hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.